quay người bạn Vava và gửi cho chúng tôi cái hộp rất đẹp. Nghe nói đây là một cái hàng hot của năm nay. Giờ tôi mở hộp nhá, chưa mở. Hàng test thôi, đây là cái hộp nó chưa sẽ chưa được gọn gàng và đẹp đẽ lắm, nhưng mà đầy đủ tiêu chuẩn hàng xuất khẩu này. Đấy. Hàng xuất Vava. Rồi, giờ mở hộp thử xem nào. Mã VD04 nhá. Sát sát ở đây xem mở này. Nhẹ nhàng thôi, giá trị cao. Đề can có dán được lên thật cao nhỉ? Được anh ơi. Được luôn chứ. Có nhỉ? Đấy. Tất nhiên rồi. Đấy, hộp rất là to nhưng mà trong thì bé. Đội này làm gì ăn thế đấy. Hộp phải đóng tạm thôi anh em nhé. Nhìn nó hơi lởm khởm một tí. Hàng test. Trên hộp này, Vava 4K này. Đừng, nhìn qua đã. Có vẻ thiết kế khác, chất liệu hơi khác, giờ hơi khác. 4K Ultra HD à, cao nhất đấy, của định dạng 4K đấy ạ. Vẫn như những tính năng bình thường của chiếc Vava thôi. Kết nối Wi-Fi, chụp ảnh một chạm, snapshot, parking mode đầy đủ. Mở ra test thử rồi này. Đấy. Người ta sẽ dành luôn nhá. Chậm chậm nhá, 4K này. Đấy, vẫn thế. Nhỏ gọn nhưng mà mạnh mẽ. Tôi lời cảm ơn. Trong này xem có tiền đèn bạc gì không. Quyền hướng dẫn sử dụng to tổ bố luôn. VD04 nhá. Có mã riêng đàng hoàng nhá, rất to, nhiều thứ tiếng. Không có tiếng Trung Quốc đâu. Tiếng Nhật đi. Họ ra gì đấy. Đấy, cảm ơn này. Vava đội này chăm sóc quá chu đáo luôn. Xong này thì vẫn thế. Chia các phần vẫn là một đặc điểm rất là đẹp. Cảm giác sờ này nặng hơn thật. Nặng hơn. Dây vẫn là micro USB. Đấy. Tẩu sạc xịn này. Đấy. Tẩu sạc có hỗ trợ cổng hai cổng USB luôn, đều dòng Asmart 2.0. Rất tốt cho những cái thiết bị khác nhau. Ngoài ra có cả vòng đèn các kiểu luôn ấy. Anh em tối mà cắm vào sẽ nhìn thấy độ nét của nó. Cái này thì vẫn sẽ tương tự. Mặt cam. Mình có cảm giác con này nặng hơn bình thường, chắc là phải cân lại. Đặt trên tay cũng thấy khá lạ này. Con này chip khác con HD và cái con 2K mà bên mình đang bán nhé. Mạnh hơn và khủng hơn. 4K mà. Đấy. Đây là vẫn là cái thiết bị snapshot, thiết bị ăn tiền từ Vava. Cái 4K này thì chắc là bạn phải mua thêm cái option như cái dây này, mình thấy là không có GPS. Vì vậy bạn sẽ phải mua thêm cái option là cái GPS, dây GPS nữa. GPS để hiển thị tốc độ và vị trí của bạn đấy. Chưa có. Ok, thì tạm thời như vậy. Sẽ có một cái đánh giá chất lượng và hình ảnh của nó như thế nào sau. Giờ thế đã.